Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh và Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học Thừa Thiên Huế 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 52 tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, các bộ chuyên môn đến từ các sở ngành, viện nghiên cứu, các trường đại học cao đẳng, các bảo tàng trong và ngoài tỉnh. Dù tiếp cận ở những góc độ khác nhau, nhưng các tác giả đều nhận thức sâu sắc về giá trị của tác phẩm, những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc luôn là kim chỉ nam trong mọi lĩnh vực mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ phân tích những vấn đề mang tính lý luận tư tưởng của người trong di chúc mà còn là bản tổng kết, tuy chưa đầy đủ nhưng khá phong phú về những thành tựu mà đảng bộ, các ngành, các giới và nhân dân Thừa Thiên Huế đã làm được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều số liệu thống kê cho thấy những bước tiến vượt bậc của Thừa Thiên Huế trong 50 năm thực hiện di chúc, qua đó góp phần khẳng định giá trị và sức sống mạnh liệt của di chúc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Qua các tham luận, hội thảo còn tiếp cận nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực. Đây là những nhân tố tích cực, là động lực để xã hội phát triển và cũng là thực tiễn sinh động trong 50 năm thực hiện di chúc tại địa phương. Cùng với các tham luận, hội thảo cũng nhận được những ý kiến thảo luận tập trung vào một số nội dung như bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa, bổ sung vào bản di chúc, phân tích những giá trị và lý luận thực tiễn, những nhiệm vụ bản căn dặn trong di chúc, những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đạt được trong 50 năm thực hiện di chúc, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.